Xin chào cả nhà. Hôm nay mình có một món mới muốn giới thiệu cho cả nhà. Đây, nguyên vật liệu là gồm có những thứ này cả nhà. Đầu tiên là cái lá đu đủ nhé cả nhà. Ngọn đu đủ ấy. À, ngọn đu đủ non. Rồi là thịt, đáng lẽ là có thịt ba chỉ thì nó ngon hơn, nhưng mà thịt này không phải thịt ba chỉ mà là thịt vai cả nhà, cho nên là mình phải dùng dùng thêm dầu ăn. Nếu như mà có thịt ba chỉ hoặc là thịt mỡ thì không cần phải dùng dầu ăn đâu nhé. Còn đây là lá ngò gai, hành tím, nước mắm. À, bên này là ớt sim mà loại đang còn non đấy nhá cả nhà. Để mình tránh bớt cái vị cay của nó, chủ yếu là mình chỉ lấy cái mùi đặc trưng của ớt xanh thôi. Đây là bột ngọt, đây là muối. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế cái lá đu đủ trước nhé cả nhà. Nước sôi để luộc ngọn đu đủ ấy cả nhà, luộc cho nó đỡ đắng đi ấy. Hai đang đợi nước sôi, cho ít muối vào cả nhà, cho ít muối vào để cho nó lá đu đủ nó xanh nhé. Nước sôi thả lá đu đủ vào này cả nhà. Thả vào đợi cho nó, đợi một tí thôi xong rồi vớt ra. Đang cắt lá đu đủ cả nhà. Lá đu đủ thì mình cắt như thế thôi, cắt bình thường như thế thôi. Sau khi mình vớt ra thì rửa bằng nước lạnh, rửa 2-3 nước để cho nó bớt đắng đi đấy cả nhà. Chảo nóng rồi cho dầu vào nhé cả nhà. Món này thì hơi nhiều dầu mỡ chút. Cho thịt thịt vào. Cho thịt vào xong rồi đợi cho thịt nó săn chắc nhé cả nhà. Rồi bây giờ thịt nó đã khô, nó đã cứng như thế này rồi cả nhà. Bây giờ mình cho ớt vào nhé. Cho ớt xanh vào cả nhà. Cho muối luôn. Cho muối với bột ngọt luôn nhé cả nhà. Nước mắm nè. Đợi cho thịt nó ngấm gia vị, ngấm mắm muối với ớt nó chín, nó dậy mùi đã nhé cả nhà. Sau đó mình mới cho lá đu đủ vào. Cho hành tím cắt mỏng nhé cả nhà.
sau khi mình cho hành tím vào á, mình đảo đi đảo lại để cho hành tím nó vừa chín tới như thế này thôi cả nhà, không có để cho nó không có để cho nó ấy nhé, như thế này thôi là có thể cho ngọn đu đủ được. Cho lá đu đủ này, sau khi cho lá đu đủ vào á, mình để khoảng 5 phút để cho nó ngấm gia vị lá đu đủ. Trong thời gian đó thì mình có thể đảo đi đảo lại cả nhà. Rồi bây giờ mình cho lá ngò tàu nha cả nhà, màu gai ấy. Rồi tắt bếp. Bây giờ mình sẽ múc bày ra đĩa và thưởng thức cho cả nhà xem cái mùi vị của nó như thế nào nhé. Chộp lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món ngọn đu đủ xào với thịt ba rọi nhé cả nhà. Thịt ba rọi thì nó sẽ rất là ngon, nhưng mà hồi nãy không có thịt ba rọi, có thịt mỡ vai nên là mình phải cho dầu. Nếu có thịt ba rọi á, các bạn không cần phải cho dầu đâu. Rồi là ớt này này, khi mà cho ớt này vào, các bạn nên lựa chọn những loại ớt sim và cái loại ớt non nhé cả nhà, để tránh sẽ không cay nhiều ấy. Tại vì cái món này là mình không có dầm ớt mà mình ăn luôn cả ớt trái như thế này, mình xào chung rồi trong khi xào đấy nó sẽ tự nát và là mình ăn luôn như thế, cho nên là mình tránh lấy những cái ớt trái già vì sợ nó sẽ rất là cay. Trong cái món này thì mình không biết là nó có công dụng như thế nào, nhưng mà ăn nó rất là ngon. Còn công dụng của lá đu đủ, ngọn đu đủ, hoa đu đủ chắc mọi người đã biết rồi. Nó rất là tốt cho cái việc chữa trị ung thư đúng không cả nhà. Còn với cái món ăn hôm nay thì rất là ngon luôn, ngon và lạ miệng nữa nhé. Cả nhà cứ thử đi, cứ xem clip của mình nhé. Làm theo cái clip đó là được. Còn cả nhà xem xong rồi cho mình xin một like nhé. Xem đủ giờ cho mình, rồi cho mình xin một like. Chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết với những cái món ẩm thực của Tây Nguyên ấy. Bây giờ mình sẽ thử cho cả nhà, thử và nói cảm giác cho cả nhà. Nó có cái vị hơi đắng đặc trưng của lá đu đủ và mùi thơm của hành. Cái này là có hành tăm á thì sẽ rất là ngon nhé cả nhà, tại vì nhà mình hôm nay hết hành tăm mất rồi nên là mình phải lấy hành tím. Xong rồi là mùi đặc trưng của ớt sim, ớt xanh cả nhà. Món này nhậu ăn cơm nóng rất là tuyệt vời nhé. Ngon lắm cả nhà, cho xin một like nhé. Bye bye, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ngon miệng.